em, tiếc nuối bóng ngây thơ của một thời. Ngày mới tới lớp xa lạ không quen thuộc, làm quen mới thấy vui. Ngày tháng trôi qua không kịp đến, qua đi bao nhiêu vui buồn nào ai hay. Một thời hôn nhiên mơ mộng nhiều vu vơ, hãy lưu lại sâu trong trái tim mình. Lang thang đi trên sân trường vắng, nhặt cành phong hồng con vương nơi này. Tạm biết từng lớp học buồn giật chia tay rồi, cho tôi yêu thêm nơi này một chút, một chút thôi để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Chào khi xung quanh bạn luôn có tôi, nhủ lòng hãy vững tin trong đời. Lang thang đi trên sân trường vắng, nhặt cành phong hồng còn vương nơi này. Tạm biệt từng lớp học buồn giật chia tay rồi, cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tạm biệt nhau khi tan trường, tạm biệt sẽ tạm biệt mới là người bạn thân nhé. Tạm biệt xa rồi bạn đừng quên tôi. Xin chào tạm biệt sẽ tạm biệt, tạm biệt nhé đời này bye bye. Qua đi như giấc mơ, thời học sinh giáo yêu để tôi ngu ngơ vẫn thương nhớ. Tìm lại một hình bóng ngày nào vẫn trong văn hóa. Từng ngày mong nhớ đã xa rồi, từng phút.
Yeah.
chúng ta sẽ là bản thân của mình, đúng không ạ? Cái mà chúng ta tự hào và thầy tự hào với các bạn đó là các bạn sẽ là những cái tôi riêng biệt và không hòa lẫn vào những cái tôi, không phải là những cái thù hình, không phải là những cái mà mình đáng ghét hay là đáng trách đi cả. Đó phải là nhìn lại bằng cả một trái tim, đó là thanh xuân, là ký ức của các bạn. Vui và rất là hạnh phúc khi được học dưới mái trường Trung học phổ thông Nam Rồng của chúng ta, đặc biệt hơn hết được sống trong một mái nhà mang tên B1. Chặng đường 3 năm cũng không phải là quá ngắn, cũng không phải là quá dài, nhưng khoảng thời gian đó là đủ làm cho mình để nhớ về một cái tập thể, nhớ về một cái gia đình, nhớ về một cái ngôi nhà thứ hai của mình. Đó là gia đình thì phải yêu thương nhau, đùm bọc bảo vệ bên nhau. Mình yêu tất cả bạn rất nhiều. Năm là một khoảng thời gian quá ngắn để chúng ta hiểu được nhau. Khi mà lớp 10, 11 thì con quá bỡ ngỡ, mà tới khi chúng ta lên được lớp 12 thì chúng ta sẽ phải xa nhau. Cái nhà truyền thống này là, đó là những buổi tập văn nghệ, mà có thể ở những ở cái nơi là xịt mít mình cũng có vui luôn. Ai bên nhau cả. Và nhớ đến những thời gian mà bọn mình cãi nhau tuệ khỏi. Thậm chí cách đây 2 ngày còn cãi nhau vì chuyện chụp kỷ yếu. Nhớ không? Nhớ không? Có ai nhớ không? Tất cả các bạn sẽ thành công trên con đường phía trước, đâu đại học. Và một lời nhắc nữa, đi học lớp mắng đủ thì rồi đó. Trong một tập thể ở lớp 21 đã ngồi lại cùng nhau và giải quyết tất cả cái mối những cái nỗi thất mà không hài lòng về bản thể. Quãng thời gian được gắn bó cùng các bạn là quãng thời gian ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình. Nhưng mà thực sự cháu thì mới thấy là mỗi ngày lên lớp là một ngày tao được nói chung là tao rất là vui. Tất cả những bạn học sinh của B2B1 ai cũng sẽ thành công và may mắn con đường mà mình đã chọn. Em nhờ có cái tin yêu nữa thì em người đi học được rất là đầy đủ, cũng là một cái duyên cả. Và cảm ơn thầy là người cho em nhiều tiếng cười, nhiều nhiều kinh nghiệm. Còn lại mình ta trong nỗi nhớ.